trẻ bị táo bón không còn là một tình trạng quá xa lạ khi bé bị táo bón thì con sẽ có những biểu hiện như phân khô cứng đi ngoài khó khăn ngại đi đại tiện những tình trạng này không quá nguy hiểm đối với sức khỏe của bé tuy nhiên nếu để tình trạng trên kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến chức năng của hệ tiêu hóa hãy cùng tìm hiểu các cách giúp con đi ngoài ngay lập tức tại video này nhé Cách đi ngoài ngay lập tức bằng sử dụng lòng trắng trứng gà. Nhiều mẹ vẫn chưa biết đến công dụng đặc biệt của lòng trắng trứng gà. Vừa an toàn, không có tác dụng phụ nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Lòng trắng trứng gà có tác dụng bôi chân hậu môn, giúp cho việc đi ngoài trở nên dễ dàng hơn. Đầu tiên, hãy ngâm phần hậu môn bé trong nước ấm. Sau khi vệ sinh sạch sẽ bé có cảm giác muốn đi ngoài. Mẹ chỉ cần sử dụng lòng trắng trứng bôi phần hậu môn cho con. Kích thích bé đi ngoài nhanh hơn. Ngoài ra việc này giúp cho bé dễ đi ngoài hơn, không gây ra tình trạng khó chịu khi đi ngoài. Cách đi ngoài ngay lập tức bằng cách sử dụng rau mồng tơi. Cũng tương tự như lòng trắng trứng gà. Rau mồng tơi cũng có độ chân tương đương với lòng trắng trứng. Rau mồng tơi cũng lành tính như lòng trắng trứng. Vì thế mẹ có thể sử dụng cọng rau mồng tơi giã nát và bôi quanh hậu môn cho con. Cách đi ngoài ngay lập tức bằng cách ăn nhiều chất xơ. Vai trò của chất xơ đối với vấn đề táo bón của trẻ không còn phải bàn cãi nữa. Chất xơ tuy không có giá trị về mặt dinh dưỡng nhưng vô cùng quan trọng đối với hệ tiêu hóa. Chất xơ còn là thức ăn cho hệ vi sinh vật sống trong đường tiêu hóa. Vì thế chất xơ còn giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Chất xơ có trong nhiều thực phẩm khác nhau như yến mạch, ổi, cam, khoai lang, bông cải xanh. Vì thế khuyến khích con ăn rau xanh để bổ sung chất xơ là vô cùng quan trọng. Nếu em bé lười ăn rau mẹ có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, khiến con ăn được nhiều rau hơn nhé cách đi ngoài ngay lập tức bằng mát xa bụng cho bé mát xa bụng cho con giúp cho quá trình đẩy chất thải ra ngoài diễn ra dễ dàng hơn khi bé có dấu hiệu bị táo bón khó khăn trong việc đi ngoài mẹ có thể xoa bụng theo chiều kim đồng hồ cho con giúp con đi đại tiện được dễ dàng hơn ngoài ra việc làm này có thể giúp tăng cường khả năng lưu thông máu giúp cho các quá trình trong cơ thể diễn ra được thuận lợi cách đi ngoài ngay lập tức bằng việc thay đổi tư thế đi đại tiện không phải tư thế đi đại tiện nào cũng giúp bé đi vệ sinh được dễ dàng có nhiều cách đi đại tiện cản trở bé đi ngoài vì thế mẹ nên hướng dẫn bé cách đi đại tiện đúng ví dụ như khi thấy bé khó khăn trong việc đi đại tiện thì mẹ có thể đặt một ghế nhỏ dưới chân bé kê cao phần chân bé lên sau đó hướng dẫn con cách ngồi sao cho chắc chắn rồi mới để bé đi đại tiện sử dụng thuốc nhuận tràng là một cách đi ngoài ngay lập tức cho bé thuốc nhuận tràng được biết đến từ rất lâu giúp cải thiện tình trạng táo bón ở trẻ ngay lập tức thuốc nhuận tràng thường hoạt động với cơ chế tăng cường nhu động ruột của trẻ từ đó giúp phân được đẩy ra ngoài một cách dễ dàng hơn tuy nhiên nếu sử dụng thuốc nhuận tràng trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến nhu động ruột của con vì thế mẹ chỉ nên sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ hoặc những người có chuyên môn nhé không được tự ý sử dụng những loại thuốc nhuận tràng cho bé có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con để không phải sử dụng đến thuốc nhuận tràng nhưng vẫn có thể giúp bé đi ngoài một cách dễ dàng chuyên gia gợi ý mẹ nên sử dụng những sản phẩm bổ sung chất sơ giúp bé đi ngoài một cách tự nhiên không ảnh hưởng đến sức khỏe của bé để biết rõ hơn hãy tham khảo phần tiếp theo ngay sau đây nhé giúp đi ngoài ngay lập tức biện pháp từ chuyên gia tiêu hóa trẻ bị táo bón con khó khăn trong việc đi ngoài không còn xa lạ đối với các mẹ con bị khó khăn trong việc đi ngoài khiến mẹ lo lắng Bé sẽ bị ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe sau này. Nặng có thể gây nên những biến chứng khó có thể kiểm soát được. Tôi khuyên mẹ nên sử dụng InsoTacGol khi con bị khó khăn trong việc đi ngoài. InsoTacGol với thành phần gồm có chất sơ hòa tan phót, có bào tử lợi khuẩn 3 silut, vitamin nhóm B, chất nhuận tràng thẩm thấu. Khi đi vào cơ thể thì chất sơ hòa tan sẽ trương nở bằng cách hút nước bên ngoài vào. Vì thế sẽ làm mềm và tăng kích thước khối phân lên giúp cho khối chất thải dễ dàng di chuyển được trong dạ dày. Ngoài ra với Sobiton chất nhuận tràng thẩm thấu sẽ giúp cho khối phân di chuyển dễ dàng hơn. Ngoài ra Insotacol còn giúp tăng cường khả năng co bóp của dạ dày để đẩy khối phân đi. Lợi khuẩn 3 silut sẽ ăn chất xơ và tiết ra các enzyme tiêu hóa. Lợi khuẩn có tác dụng cân bằng hệ vi sinh đường ruột và enzyme tiêu hóa thì hỗ trợ tiêu hóa thức ăn tốt hơn bằng cách phân cắt các thức ăn thành những phần nhỏ hơn. Công dụng của Insotacol đối với trẻ bị táo bón là giúp hỗ trợ điều trị tận gốc và phòng chống các trường hợp bị táo bón, phòng chống tình trạng phải dặn quá mức khi đi đại tiện. Giúp cho quá trình thông đại tiện một cách sinh lý và tự nhiên. Giúp hỗ trợ điều trị các chứng táo bón ở người bị trĩ cấp và mãn tính, đại tràng cấp và mãn tính. Bổ sung lợi khuẩn dưới dạng bào tử và các chất sơ thiên nhiên hòa tan giúp tái lập cân bằng hệ vi sinh đường ruột, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị rối loạn tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài phân sống, tiêu hóa kém, hay bị táo bón. Bổ sung vitamin B và PP giúp trẻ tăng khả năng ngon miệng, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây hại. Đó là các cách đi ngoài ngay lập tức khi con bị táo bón. Mẹ có thể tham khảo áp dụng cho em bé nhà mình để không còn khó khăn trong việc đi ngoài khi bé bị táo bón nhé. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video của thầy thuốc Lê Minh Tuấn. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo hãy đăng ký kênh bằng cách bấm vào hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video khác bằng cách bấm vào bên trái hoặc bên phải màn hình khi cần được tư vấn hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số hotline xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo